có sao thì nó vậy thôi, mình làm có sao nó vậy, em không phải xuống đây để cho tiền cho bạn giá chứ, chủ yếu làm sao thực tế thôi. Cái lá đồng ôm bắp á, khi mà cái lá đồng này nè là cái lá cuối cùng của mình rồi, đây là lá đài nè, là lá này nó đã lên hết rồi, là ôm bắp gì đoạn này lên sẽ thay chảy rồi đó, đáng lý phải 2 ngày trước. Lá chừng con bị lớn rồi. Con lá động mới lớn, con nó bự hơn gấp đôi, nó gấp ba luôn, gấp đôi rồi. Nhưng mà mình bón phải đúng thời điểm mà. Đúng rồi, ngay cái thời điểm. Ngay cái thời điểm. Mới hiệu quả được. Thì có sao thì nó vậy thôi, mình làm có sao nó vậy, em không phải xuống đây để cho tiền cho bạn giả chứ, chủ yếu làm sao thực tế thôi. Cái lá đồng ôm bắp á, khi mà cái lá đồng này nè là cái lá cuối cùng của mình rồi, đây là lá đài nè, là lá này nó đã lên hết rồi, là ôm bắp gì đoạn này lên sẽ thay chảy rồi đó, đáng lý phải 2 ngày trước á. Đúng rồi, cái bắp của mình bây giờ nó hoàn thiện hết rồi ha, đây là cái lá đồng nè, lá đồng là lá cuối cùng của lá đài đây nè, lên khỏi 2, 3, tức là mình phải bảo vệ ba cái lá này nè, cái lá này là bây giờ giai đoạn này mình phải bảo vệ ba lá này, đừng để cho bị bệnh, đừng bị sâu bị gì chứ, nghe không? Giai đoạn này anh xịt xong đúng 7 ngày sau đúng là chỗ nè, không biết tới 7 ngày không nữa, cái này nè là chỗ này sẽ cái đó, còn qua cái thời điểm này cái gọi là quýt cái không thôi, chiều nay quánh một cái luôn, chiều nay gánh một bữa luôn, chiều nay gánh một bữa luôn mình. Tôi xịt tay không à, tôi ít xài máy bay lắm. Trời ơi, tôi xịt tay là nó ăn chúng tôi rồi đó, tôi không chơi máy bay. Đúng rồi, anh cứ theo dõi. Cái mẫu này mới thêm nó chịu lên dữ gì ha. Dạ. Dữ hơn của em Tâm. Của em nè, đưa trang không như thế. Rồi,
sao nhiêu ký? Chỉ đầu anh. Mấy anh em ở đây nè. 22 ký. Này giống cái 34 này trên 25 ký mới đã. Quân tâm nó có xài lót này kia nọ rồi đầu khóm nó mưa gần. Ô cái này còn cái lá nè. Cái này bị trời đánh. Trời nó đổ rồi đó. Đó hai chỗ màu xanh đó tâm nó gan phân thêm. Cái phân cái vùng đất này mai mốt có mưa anh em mình kỹ kỹ. Đúng rồi. Năm vụ rồi thì bên đây. Vụ rồi bên đây nè. Rồi vụ này thì bên đây dưới hai ruộng ở dưới là hai lỗ. Giống như có kim cái loại. Có kim loại trong đây đó. Chuyện cái mi qua của em nè, nó cho nó thực tế một chút, mình làm sao có sao mình chia sẻ vậy thôi. Đây là miếng đất tiếp theo của mình, miếng này nhiêu đồng vậy em? Miếng này hai miếng nó cặp nhau.